Xin chào các bác nhá. Trước mặt các bác đây chính là cây lan hoàng phi hạc này. Tên đầy đủ của nó là lan hoàng thảo hoàng phi hạc. Nó thuộc dòng dendrobium đó các bác. Thông thường lan hoàng thảo hoàng phi hạc có thân hình khá là to đúng không? Nhưng hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác xem một cái chậu hoàng phi hạc thân nó bé xíu luôn. Đấy, thân siêu nhỏ luôn. Đây là những cái thân tơ của năm vừa rồi nè. Đấy, năm vừa rồi là năm 2023 nhé. Còn những cái thân có hoa này là 2022. Rất là lâu rồi nhá. Còn cái thân đang có nụ này là thân của 2021 luôn này. Thông thường chúng ta thấy những cây lan hoàng thảo hoàng phi hạc này có thân hình khá là to. Nó thường to như cây mía luôn. Đây là một trong những dòng lan hoàng thảo thân cứng và có xu hướng là đứng lên, chứ nó không thòng như những thằng lan phi điệp hay là lan trầm. Đây là một loại lan thân dạng kiểu thân gỗ luôn, khá là cứng, nó giống như kiểu Hoàng Thảo Thái Bình đấy các bác. Thông thường những cái thân của nó sẽ to như là ngón tay cái cho đến ngón chân cái luôn. Nhưng em trồng ở đây nó ít nắng quá cho nên là cái thân nó bé tí đấy. Thân nó bé tí nhưng nó vẫn có thể cho rất là nhiều những bông hoa, rất là siêng hoa luôn. Đây là một loại lan rất là dễ thuần, dễ chăm sóc mà đặc biệt nó còn là dễ ra hoa, là còn rất siêng hoa nữa. Em treo ở dưới mái tôn cho nên là không có nhiều nắng đấy. Thân nó bé bé như vậy này. Thân này nó cũng chỉ bằng ngón tay út thôi. Bằng ngón tay út thôi nhưng nó có thể ra được tất cả những mắt nào có thể ra hoa nhé. Đấy, nó sẽ ra đoạn ở ngoài tả hành dài khoảng 50 cm thì nó sẽ ra khoảng 25 cm. Còn lại phần gốc khoảng 25 cm không có hoa. Mắt hoa của nó thì các bác thấy chưa? Rất là siêng hoa luôn. Chùm thì 2 bông, chùm thì 3 bông và thậm chí là có những chùm 4 bông. Đấy, như chùm này đây, rất siêng hoa, hoa rất đẹp. Đấy, khi mới nở, nó mới nở thì nó có màu xanh ngọc. Nở được 1 hôm, nở được 2 hôm thì nó sẽ bắt đầu trắng dần và phai mất cái màu xanh đi. Nở được khoảng 1 tuần thì bông hoa nó sẽ trắng tinh như thế này. Đó, bông hoa trắng tinh khôi với cái họng màu xanh và cái mũi màu trắng ở bên trong này. Đấy, cũng rất đẹp nhưng nó không quá màu mè. Riêng em thì em lại thích những bông hoa nó có xu hướng màu tím, màu đỏ hoặc là màu vàng. Em lại không mấy thích hoa màu trắng, nhưng vì cái độ siêng hoa của dòng lan này cho nên em đã trồng một chậu hoàng phi hạc. Đặc điểm mà em thích nhất ở loại lan hoàng phi hạc này đó chính là những cái thân già cụ kỵ này. Thậm chí 3 tuổi, 4 tuổi mà kệ nó vẫn còn tươi, là khi mình trồng lên nó lấy lại được dinh dưỡng, thân nó căng lên ấy, đến mùa hoa thì những cái mắt nào nó chưa ra hoa nó lại tiếp tục nó nảy mầm lên và nó lại ra nụ, nó ra hoa. Đây là một đặc tính rất là tuyệt vời ở loại lan này, mà không phải là loại lan nào cũng có. Loại khác thì em thấy ít lắm, mà đa phần nó chỉ ra được 1-2 chùm hoa thôi. Còn đối với loại này thì gần như nó ra triệt để luôn, rất siêng hoa. Nhìn cái thân lá và giả hành của hoàng phi hạc nó cũng gần giống với hoàng thảo xoắn luôn. Nhưng hoàng phi hạc thì nó lại rất siêng hoa, mà hoàng thảo xoắn thì nó lại rất lười hoa. Như chậu này đây chính là một chậu hoàng thảo xoắn này. Chậu này em để ở ngoài nắng từ trưa cho đến tối luôn. Thế nhưng cái thân này nó rất mập này, nhưng nó cũng không thể nào ra hoa được. Nên nó chỉ xa kỳ thôi. Loại lan này thì nó sẽ ra hoa ở trên những cái thân tơ nhé, chứ không phải thân già đâu. Những cái thân tơ này. Đấy, phơi nắng cho nó ăn nắng nhiều đến mức vàng khe luôn, nhưng cũng lác đác được 1 cho đến 2 bông hoa, rất là lười hoa luôn. Và bông hoa của nó cũng rất đẹp đấy, nhưng mỗi tội là nó không ra hoa. Và bông hoa nó cũng có xu hướng khá là giống với hoàng phi hạc. Em kéo gần hơn cho các bác có thể nhìn và so sánh nhé. Hai dòng này mặc dù nó gần giống nhau nhưng giá thành của nó lại chênh lệch nhau rất nhiều. Hoàng thảo xoắn, một loại lan rất lười hoa nhưng giá trị lại rất cao, đắt hơn gần như gấp đôi so với hoàng phi hạc. Đấy, thân nó thì có lẽ em cho ăn nắng nhiều cho nên nó mập thôi, chứ bình thường thân nó cũng như nhau. À, nếu như hai thằng này để cho ăn nắng như nhau thì cái thân lá của nó rất giống nhau. Lười hoa nhưng nó lại ra rất nhiều ki nha. Này, những cái ki này. Đây, những cái ki này. Ra rất nhiều ki luôn. Những cái thân tơ này. cái thân già của năm trước này, ra kỳ đến đâu là nó ra rễ tới đó. Cả một mùa vụ thì cũng chỉ duy nhất được có 4-5 bông hoa thôi. Thất bại ê chề luôn. Cái khuôn cánh nó giống nhau nhưng còn cái lưỡi thì nó sẽ độc đáo hơn rất nhiều so với hoàng phi hạc. Để các bác nhìn cái họa tiết bên trong của nó nữa, rất đẹp đấy chứ. Và khuôn bông có vẻ nó cũng sẽ to hơn là hoàng phi hạc đấy. Lưỡi hình trái tim rất độc đáo. Đây là những cái thân của năm 2021 này. Đó, năm 2021 nó lên, nó kiểu như cái thân tơ này này. Xong là năm 2022 nó mới bắt đầu rụng lá, năm 2023 nó ra những cái chùm hoa này này. Năm nay là năm 2024 tiếp tục nó ra hoa này. Một cái dòng đời rất là dài đúng không? Thân này là thân của 2022 này, 2023 nó rụng lá và 2024 nó mới ra hoa. Đó, thân tơ thì em không thấy nó ra hoa đâu. Như cái thân này của 2023 này, thân năm vừa rồi ấy, thân tơ năm ngoái đấy. Này, vẫn nguyên zin này, không thấy có bất cứ một cái mắt nào nó ra nụ, ra hoa cả. Còn cái này là cái thân già cũ kỹ thôi, không phải thân của, không phải thân tơ đâu. Đấy, năm vừa rồi được có mấy cái thân tơ à, bị sên ăn. Không biết hoàng phi hạc của các bác trồng ở khu vực nhiều nắng thì thân tơ nó có thể ra hoa trong năm hay không? Nhưng riêng em trồng ở đây ạ, nó hơi ít nắng cho nên là em toàn thấy nó ra ở trên những cái thân già không này. Đây là những cái thân tơ của năm ngoái này, đây là những cái thân tơ của năm kia này, năm kia này. Đấy, rất độc lạ luôn. Một loại lan có thể gọi là chờ đợi trong mòn mỏi luôn đấy. Rất lâu nó mới ra hoa. Những cái thân này thì năm sau nó tiếp tục nó sẽ ra hoa như những cái chùm này này. Mà ra thì gần như mắt nào cũng ra hoa hết luôn này, rất siêng hoa. Đặc biệt loại lan này á, nó có chu kỳ 2 năm cho nên là mình không cần cắt nước, nó vẫn cứ rụng lá và ra hoa bình thường các bác nhé. Thân có lá này thì chắc chắn lá nó sẽ không thể nào duy trì được 2 năm rồi. Giữa mùa hè những cái thân mầm con này này, sau khi những cái mầm con này lên thì những cái lá của thân năm vừa rồi nó sẽ rụng lá để năm sau nó ra hoa. Một chu kỳ rất dài, một loại lan khá là đặc biệt đúng không ạ? Về tổng thể bông hoa thì các bác thấy đây, bông hoa nó kiểu dạng hoa giấy khá là mỏng, rung rinh. Đó, cánh nó hơi xoăn lại, gần giống với lan hoàng thảo xoắn nhưng nó lại không có màu. Hoàng thảo xoắn thì nó sẽ phớt màu tím, còn là hoàng phi hạc nó sẽ có màu trắng như thế này. Chùm này cũng đã nở được khoảng 1 tuần nay rồi nhưng em vẫn chưa thấy tàn, khả năng là sẽ được tầm 10 cho đến 15 ngày. Cây này ngày xưa em trồng từ một cây một mẹ cho nên bây giờ nó ra hoa khá là đồng loạt đây. Nhưng cái thân già thì nó sẽ ra hoa nó chậm hơn, có lẽ dinh dưỡng nó cũng yếu hơn cho nên là mức độ hoàn thiện hoa cho đến nở nó sẽ chậm hơn một chút. Còn những cái thân tơ này nó sẽ ra sớm hơn này. Đấy, cũng rất đẹp đúng không các bác? Mật độ bông hoa rất dày, bông hoa cũng tương đối to, độ bền hoa cũng khá là cao. Mỗi tội là hương thơm nó hơi ít các bác ạ. Đối với người gần ấy thì mình sẽ ngửi thấy một mùi nó hơi giống với lan giả hạc, nhưng phải dí mũi sát vào mới ngửi thấy cái mùi thơm này. Còn bình thường ấy, một chậu lan như thế này nở trong vườn mình sẽ không ngửi thấy mùi thơm của nó đâu. Nhược điểm có lẽ là mùi hương nó hơi kém, với lại sắc hoa nó không quá rực rỡ. Về ga màu sắc thì mỗi người sẽ có một sở thích khác nhau đúng không ạ? Người thì yêu thích màu trắng, người thì thích màu tím, người thích màu đỏ. Có người còn thích màu đen như kiểu là thiên nga đen cơ. Đấy, rất độc lạ. Về vị trí phân bố cũng như cách trồng thì loại lan này em thấy có mặt ở trên mọi miền Tổ quốc. Các shop bán lan từ Bắc vô Nam đều thấy có bán loại lan này. Em đánh giá đây là một loại lan phân bố rất rộng, rất phổ biến mà giá trị thì cũng rất rẻ. Đối với hàng kg thì mỗi kg sẽ có giá là 150.000 cho đến 200.000, mà đa phần là các shop hay bán theo cụm cơ. Loại lan này thường nó sẽ mọc từng cụm rất là to. Mỗi cụm nó có thể lên đến cả 100 thân và cân nặng từ 3 cho đến 4 kg một cụm. Nếu như các bác chưa có giống lan này, có thể sưu tầm những cái khóm lan to về đặt vào một cái chậu là năm sau chúng ta sẽ chơi hoa bét nhà luôn. Bản chất nó đã rất siêng hoa rồi, nó lại còn là phân nhánh nữa. Nếu như mình có tầm 30-40 thân tơ để ra hoa thì các bác cũng biết rồi đấy, một bầu trời hoa luôn. Một loại lan rất dễ trồng, dễ hoa, lại còn là giá rẻ. Về giá thể trồng thì em trồng nó bằng giá thể vỏ thông này, trong một cái chậu nhựa lan. Rễ của nó rất ít thôi, em không biết là do mình trồng không phù hợp hay kiểu gì mà em thấy rễ của nó không ra nhiều như những loại lan khác. Nó chỉ lác đác một vài cọng rễ à. Nhưng về tốc độ phát triển thì nó vẫn phát triển khá là ok. Nếu như ở khu vực nhiều nắng hơn thì có lẽ cây nó sẽ phát triển sung hơn và có nhiều rễ hơn. Đồng thời thân nó cũng sẽ to mập hơn. Mà thân to mập thì chắc chắn là bông hoa nó cũng sẽ căng và to hơn rồi. Như hiện tại các bác thấy đây, bông hoa nó có vẻ nó hơi ỉu xìu một chút. Nhưng có lẽ là do bản chất của loại lan này nó vậy. Nó không có nở căng được như những loại lan nào. Nó không nở căng được vì bản chất những loại lan có kết cấu bông hoa nó mỏng như thế này, hoa giấy như thế này thì thường nó sẽ có xu hướng là quan quan, nó không có căng bầu như những loại lan có khuôn hoa dày được. Ví dụ như các loại lan dendro nắng đấy, dendro nắng thì thường bông hoa nó sẽ nhỏ và cánh nó còi rồi nó hay bị xoăn vào như thế này. Còn dendro màu thì cánh bầu nó luôn có xu hướng bay, nhìn nó rất đẹp. Đấy chính là hai sự so sánh về khuôn hoa để lựa chọn những mặt hoa đẹp để chúng ta chơi các bác nhé. Video này em cũng xin phép được kết thúc tại đây. Nếu như các bác thấy còn thiếu sót thì rất mong các bác bình luận góp ý bổ sung thêm. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.